Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Zombie Tsunami. Hôm nay mình sẽ dắt những cái con zombie của chúng ta đi quậy thôi nào. Và mình đã mở được một cái xe gọi là xe thay ma tốc độ. Là những con này zombie chúng ta sẽ được cởi lên những chiếc xe rất là đẹp luôn. Ok, và để xem mình có mở được cái ô đầu tiên không. Ô dấu hỏi đầu tiên là nó sẽ ra được chiếc xe không nhỉ? Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Lật xe luôn nào anh em. Đúng rồi. Và đây là dãy núi băng tuyết. Tuyết rất là đẹp luôn các bạn. Ok, nhảy lên lụm tiền nào. Quá chừng tiền luôn. Đồng tiền nào, đồng tiền nấy, rất là bự luôn. Bự gọi là ngang ngửa con zombie Mecha. Ok, dấu hỏi đầu tiên chúng ta được con Mecha các bạn, con robot. Bay lên nào. Robot của mình rất là xịn luôn. Ok, con robot mình nó rất là mạnh luôn. Có nguyên một cái máy cưa chà bá phía trước. Ten ten. Hốt luôn cái bom nào. Ok, bay luôn cái thùng luôn. Cưa luôn chiếc xe. Chiếc xe này cưa một phát một là nó banh liền luôn. Cưa luôn chiếc nữa nào. Ok, rất tuyệt vời. Cưa bom như phim luôn. À, bây giờ thì tới chiếc máy bay. Mình đẩy một phát một chiếc máy bay banh luôn. Và bây giờ thì hết rồi. Bây giờ chúng ta gọi là phải tự lực cắn răng. Tự lực cánh sinh. Phá bom. Ok, bom miếng thành tiền. Thôi ơi, mình tưởng nó bom miếng thành xu, không ngờ là bom nó biến thành bom. Bom nó nổ chứ nó không có biến. Nhảy lên nào. Nhảy lên. Ok, bây giờ anh em chúng ta lên được 30 mấy rồi. Nhảy lên nào. Anh em ta cùng nhau xông pha lên đàn. Hốt luôn. Anh em chấp nhận gọi là hy sinh thân mình lấp lỗ châu mai. Ok, và chúng ta đang có 35 con zombie trong một con quái vật. Và con quái vật này nó có 3 tia laser bắn rồi là rất là đẹp luôn. Rất là xinh tươi. 40 rồi, 40 anh em trong một con quái vật rồi các bạn ơi. 46 luôn. Nguy hiểm, trời ơi. Nguy hiểm quá. Rất là hồi hộp luôn, miếng đất đâu rồi. Ok. Trời ơi, đất mà nó nứt nứt về mình rất là sợ bị lọt nè. Yeah. Được chiếc xe luôn rồi. Và bây giờ 53 anh em đang lết lết. Oh my god. Trời ơi, lọt hết. Lọt hết 50 mấy con rồi. Sao còn có một con duy nhất. Quá nguy hiểm. Bây giờ phải sao đây. Ok, rất là nguy hiểm luôn các bạn ơi. Cuối cùng anh em chúng ta đã gom lại được 6 người. Trời ơi, mình đang rất là rung luôn rồi. Ôi da, còn có một con hà. Phải làm sao đây. Ok, dấu hỏi ninja. Rồi, chúng ta có một con ninja. Hai con. Ok, gọi là tập trung căng thẳng luôn các bạn ơi. Được 4 anh em ninja rồi. Chúng ta vẫn còn sống, chúng ta vẫn chưa chết. Ok. Bốn con ninja phóng 4 cái phi tiêu, banh là 4 trái bom. Tốc độ luôn. Cẩn thận nào anh em ơi. Phóng phi tiêu rồi chứ. Toàn là để mấy con ninja này nó để cô nàng tiên với siêu nhân làm việc không là chết rồi. Các bạn thấy nó phá bom ghê chưa. Các bạn lên dao vào đúng rất là bá đạo luôn. Ok, tốc độ đang khá là nhanh các bạn ơi. Chúng ta bây giờ vẫn còn 9 con. 4 rớt rồi. Nguy hiểm quá. Thật sự đang rất là nguy hiểm. Tốc độ như vậy thì làm sao mình sống nổi. Nó quá nhanh. Bây giờ mình phải nhờ cô đàn tiên sinh đẻ cho mình được một đống anh em để mình có thể chiến đấu đây.
của đèn tin này rất là tốt luôn. Ok, tốc độ đang nhanh dần rồi, xong, hiểu luôn. Không ngờ là mình biết giờ mình không có né trái bom rồi. Mình né trái bom mà nở lòng nào là né vừa xong trái bom là mình đi bụi hết anh em luôn. Ồ, bây giờ mình sẽ được một cái nón mới đây. Hè hè. Ok, mình sẽ làm về một cái mình sẽ làm về cái nón mới cho các bạn xem. Đi vô mua cái nón mới được. Không biết cái nón nó nằm đâu rồi. Tốc độ luôn nào. Bán luôn, không cần cào luôn. Vô chợ. Mũ. Đây, cái nón này 200 ngàn luôn. Cái nón rất là bá đạo. Ok. Đó, các bạn thấy cái nón mới của mình chưa? Cái nón mới của mình hình như là nó chém luôn á các bạn. Nó chém mấy con zombie luôn. Nó chém người ta chứ. Nó chém người ta gọi là thấy sẹt 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 màu xám luôn á. Đó. Cái nón này hơi bị ngon đây các bạn ơi. Được ba anh em có cái nón mới rồi. Ok, tập trung căng thẳng luôn. Đụng luôn. Ok. Đi lên nào. Tèn tèn tèn. Nguy hiểm. Mấy cái vật này chúng ta phải tập trung căng thẳng để nhảy qua. Sơ sẩy là chúng ta không có xây sở kịp đâu nữa nha. Đó, Superman đang làm gì đây? Superman dùng cho mình một cái não. Ok. Rất là cảm ơn Superman luôn. Và dấu hỏi đầu tiên của chúng ta sẽ là gì đây? Gold. Những anh bạn vàng của chúng ta sẽ biến mọi thứ thành vàng. Ok, baby luôn. Hốt xe luôn. Tèn 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 tèn. Hốt qua xe tăng luôn. Đẩy luôn. Ok, cô nàng tiên gọi là hợp tác với chúng ta rất là chặt chẽ luôn. Cô ta có những cái nụ hôn tử thần rất là bá đạo. Và sẵn sàng lao ra chiến đấu khi cần thiết. Ok, anh em chúng ta đang được 29 rồi. Rồi xong, hết rồi. Đó, các bạn thấy cái mũ mới của mình đẹp ghê chưa? Con zombie đầu tiên đang đội cái mũ mới của mình đấy. Ok, và đây là bãi biển luôn. Phá bơm luôn. Đẩy bơm luôn. Mình gọi là mình không có sợ bơm đâu. Anh em mình đông là chấp nhận hy sinh thân mình luôn. Đó, bây giờ là lên 27 con rồi. Nhảy lên. Ok. Nguy hiểm. Trời ơi. Lao thẳng xuống vực hết luôn các bạn ơi. Chỉ còn một con ban lon thôi. Giờ chúng ta còn một con. Ok, không sao. Còn rừng không sợ gì thiếu củi đốt. Hốt luôn bốn mạng này luôn. Không lần nổi. Chính anh em không lần nổi chiếc xe. 10 anh em rồi các bạn ơi. Ok, né bơm. Hốt luôn bốn mạng này. Và tiếp theo chúng ta đã đến được dãy núi Humos. Lật xe anh em. Ok, rất là tuyệt vời. Đó, zombie đầu bự đầu nhỏ đây. Bài ngang với siêu nhân, bài cao hơn siêu nhân luôn. Rồi xong, hết pin. Nó bay nó hết pin là bắt đầu nó bị tuột xuống từ trên độ cao rất là cao, nó lọt xuống luôn. Ồ, hốt liền cô bé. Đúng rồi. Lật xe luôn. Tốc độ đang bắt đầu nhanh dần các bạn ơi. Có ai cảm thấy tốc độ nhanh chưa? Chứ mình đang cảm thấy nó nhanh rồi đó. Ô trời ơi, nó lao thẳng vô bom với xe. Đó là xe với máy bay chứ. Oh my god. Ôi nguy hiểm. Trời ơi. Quá nguy hiểm các bạn ơi. Ai cặp luôn. Bây giờ chúng ta ra ai cặp chơi. Ok. Mình là làm được hai cái nhiệm vụ luôn rồi. Hốt luôn nào. Ok, nhảy qua vực. Rất tốt, chúng ta nhảy đó. Á, chết rồi. Trời ơi, vô cái vực nhỏ xíu rồi các bạn ơi, nguy hiểm. Mình canh không kịp luôn. Thật sự là rất là khó canh với mấy cái vực nhỏ xíu này.
đang dẫn một đống anh em quá đông mà bây giờ nhảy vô mấy cái vực đó là mình mất kiểm soát liền. Ok, nhảy qua lật xe để xem bản lĩnh của mình đây. Tốc độ càng nhanh thì càng thích. Quay lên nào. Ok baby. Lao thẳng vô bơm, bơm thành xu hết luôn các bạn ơi. Oh yeah. Bao nhiêu trái bơm được thành xu hết. Câu hỏi này là gì đây? Ok Dragon, chúng ta đã có được con rồng xinh đẹp rồi. Na na na. Ôi, chết 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 chết. Ơi, con rồng này nó nguy hiểm quá. Cái đầu rồng mà bị đè một phát là mấy cái con kia chết theo hết luôn các bạn. Con rồng này nó làm mình rất là hồi hộp luôn. Ok, và con rồng chúng ta rất là bự rồi. 29 anh em trong một con rồng. Ở đây là kỷ nguyên Jura, một cái mốc hoàn toàn mới luôn các bạn ơi. Xong. Lật xe. 116 anh em, 116 cái não và còn 26 anh em. 26 anh em, một con số không phải nhỏ. Ok, bây giờ chúng ta đang di chuyển với tốc độ bàn thờ luôn. Anh em rồi, bị lọt hết rồi. Ô, và đây là núi lửa các bạn ơi. Một ngọn núi lửa. Đó, núi lửa đang phun luôn. Ô, anh em chúng ta nhảy xuống đìa hết rồi. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Và các bạn muốn mình làm gì, cái game gì đừng quên comment bên dưới video. Mình sẽ tìm hiểu và làm cho mọi người cùng xem. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.